Nhưng không, một phát đạn đã bắn xuyên tảo Eren từ xa. Thì ra đó chính là ông Magath cưỡi con Titan ngựa bắn siêu chính xác. Con tiến công đầu nát bươm, Titan hàm và giáp đã phá vỡ những cây hoa cứng thoát ra ngoài. Đám lính melee núp từ xa bắn chết hàng đống quân Yerith. Bọn ở trên khinh khí cầu cũng nã súng liên tục. Cục diện đã thay đổi nghiêng về phía melee. Con hàm dần dần tiến về phía tiến công căng gáy. Lần này Eren chết chắc. Nhưng không, Eren còn tỉnh táo. Với tốc độ hồi phục nhanh như ánh chớp, hắn ta đã gọi ra hàng trăm cây hoa cứng mọc tràn ngập khu vực, ngăn bất kỳ ai tiến về phía mình. Tưởng như an toàn, nhưng không, Titan ngựa lại bắn thêm một phát nát sọ. Bay tự hỏi bắn ngon vậy, sao không bắn thẳng vào gãy nó đi cho rồi. Lần này melee lại có lợi thế lớn, quân đội đông hỏa lực mạnh, bắn quân trên đảo liên tục. Anh người sắt còn bẻ được hoa cứng tiến công mà dùng nó đâm lại vào người tiến công. Eren trong cơn vô vọng lại biến gai hoa cứng một lần nữa kín bản đồ. Nhưng lần này hơi yếu nha, anh người sắt lại chặn lại được rồi. Con hàm lao tới tính căng gãy tiến công thần tốc để đút chững Eren.